chú nhìn 100 ăn cua. Thôi rồi. Mấy giờ thôi? Thôi là nó về nó chín rồi đó. Hả? Thôi lên nó chín rồi. Cua đỏ. Mấy giờ thôi? Sao qua đây ngồi ăn nhanh. Sao vậy? Ơ. Và con gạch cho ngon đi. Ngồi ăn. Này nó đâu có ấy đâu, cũng gỡ hai bên ăn thôi. Cua nhện này nó ngọt dữ lắm. Trứng không hôm nay. Nó ngọt kinh khủng luôn. Cua đó, cua đó hả, ấy như lắm, mua gạch tối á. À, à, có cá này nè, nè, nè. Có đâu, có đây. Rẻ nè. Bắn rồi, bắn rồi. Bắn rồi, bắn rồi. Có nè, có chim. Con cá màu hả? Nè, bắn lắm đi, con đây ăn cua nhỏ đâu, thằng bắn. Ồ, trứng xong hả ông chồng? Ừ, đâu nhỏ rồi đủ gì không có. Thịt khói ngon quá. Cầm bóng hay muốn ăn cái này. Giờ cua xanh bự không ăn nữa mà ăn đi ăn cua nhện vậy đó. Chăm thức ăn chua quá chừng gạch tối luôn, gỡ gạch trứng ra làm sao nữa, ăn mới đã. Nhà ba ba này có ăn nữa không? Có nước nữa không? Ngọt. Này. Ngon rồi, ăn nước rồi. Để nhiêu anh? Lấy nhiêu anh? Còn nhiêu đấy? Cho con cua xanh luộc có chưa? Cua xanh chưa luộc mà. Cua xanh đang luộc con. Cua xanh chín rồi. Mập kinh khủng. Thôi, cứ ăn thử cua nhện coi, nó quảng cáo nó ngọt ngọt. Ngọt lắm. Hôm qua nay cũng chưa có nếm qua cái vị như cua này. Lột mà. Nó chằm phải lắm. Cái ngoe nó bỏ nha. Hả? Cái mai của nó rồi, bỏ cái ngoe à. Nè. Không. Nè à. Ờ. Cua đó nó cứng lắm bạn ơi. Ăn cái kia đi. Đó, ờ à, đúng rồi. Để ra. Tại sao đi lấy nước tương cho mai luôn? Rồi muối. Tại... Thôi. Anh để cho á. Đây. Ăn có muối đàng hoàng, không muối nó pha với nước tương, nước tương, nước tương. Đúng rồi đó nè. Mình cho nó khoái nữa. Hả? Mình cho nó chăm nó khoái nữa. Đâu có thịt tài đâu. Có gạch. Em cái gạch này nè. Ăn đây nè, thấy chưa? Cái gạch không gì nè. Mình ăn mấy cái gạch này là nó ngọt dữ. Nè, gỡ gạch này nè. Quá thì ngon rồi. Ngon không? Chờ mình đến với coi. Mình diện ra. Wow. Cái này nè, nó ngon. Còn có cái con này nữa được, cái con này nha, ăn nữa nha. Đúng kìa. Má vợ con làm nước muối nè cha. Con má vợ con làm nước muối ăn đã. Ngon nhờ cái nước chấm. Ngon nhờ cái nước chấm làm ngon. Rồi, trái nè. Chờ cô xanh giúp cô xanh nó nghỉ nha. Chà này mấy con. Ăn ra cái ốc chó nè. Chà này mấy con vậy? Nè chàng mấy con. Nói con. Một con mà. Con mà không à? Yếu vậy? Cái cơm bởi. Ăn bánh mì bữa nãy á. Ăn bánh mì để bụng ăn cua. Để bụng ăn cua.
Anh mới nấu chó này nè. Cái cha nấu chó. Biết. Nấy rồi nè, con gửi ăn đi. Gửi ăn đi. Cái khê lắm á. Ngon quá. Ừ, nữa kìa, tới nữa kìa. Ừ, đúng rồi. Mà em cho anh đó. Cho anh hả? Ừ. Đã vậy. Ok, để thử ra. Cảm ơn nha. Đã. Cô nhỏ nè. Mà đã. Đặt xong. Ngọt, thiệt là ngọt luôn. Đây. Nè. Cái gì kéo mình lấy đi. Cái này nó ăn rồi á hả? À, dạ nó lột, cái gạch nó ăn hết rồi. Cái gạch nó ăn hết rồi đỏ hả? Đâu có đâu. Dạ. Cái mình, cái đó còn mình mà. Nó ăn cái đít cơm, cái mai gì thôi à. Nè. Ăn con cua nhỏ này lại, ăn cái này nè, cái trứng của nó. Thấy chưa? Rất là mập. Gạch béo lắm đó. Nè. Chỉ có mùa này nè, tháng này con cua này nó mới ngon thôi. Nó ngọt mà nó béo dữ lắm. Tại sao có cua bự mà không ăn mà ăn vậy á? Con cua này ngọt cũng ngon. Cua khỏi do nè. Ăn cua này không? Chị cho cha. Chú ý. Chị cho cha đi. Không cầm thôi chứ không ăn nè, thấy chưa, không phải mình không có cục bự, cục bự không có dĩa, không có chỗ để luôn. Chỗ bản là ba hai ba phao, ba phao mấy á. Nè, thấy chưa, nhưng mà tại mình ăn không nổi. Mình thích ăn cua nhỏ nó mới đập chứ, bảo đảm luôn. Bây giờ mà nói cho 200 đô hết cua này ăn không nổi, quá bự, quá xá bự. Dạ, để em và chồng ăn. Một hồi mình sẽ quay phim cha mình sẽ ăn con cua này. Còn bây giờ mình ăn cua nhỏ. Nhiều lắm. Nè, chưa. Ôi ôi, cha có cua, con gan con không hết luôn cha. Để dành cua này cho cha nè. Để đây đây. Để ngồi cho cha ăn. Con ăn cua nhỏ. Đừng giờ ăn, đừng bao giờ nghe mấy cô chú anh chị nhớ, đừng bao giờ ăn nha, ăn là ghiền á. Có đâu ăn cua này không bán á. Ngọt dữ lắm á. Ngọt kinh khủng luôn. Cái gạch của nó. Quay cho coi nè. Quá chừng. Thấy chưa? Đóng đóng luôn. Wow, con này mập mẹ. Quá trời mập luôn. Chặt không à. Xong con này nó làm vậy mẹ, nó bắt con lột hả? Đâu hả? Hả? Cái gạch của nó. Cái gạch của nó. Ăn gạch rồi xong nghỉ luôn. Cảm như ăn con cua nhỏ nó đỡ ngán rồi. Đây cua 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 quá trời thịt rồi. Người nào mà khoái ăn cua thịt đó thì ăn cua xanh nó ngon.
sinh sống. Thôi mình ăn con này nữa mình thăng đường nghỉ không ăn nổi nữa. Thịt nó ngọt đó, cô hà, thịt nó ít nhưng mà nó ngọt. Từ Mỹ họ quên đó, quên nói cho mấy cô chú anh chị biết, người Mỹ không ăn cua này. Ra cua này nhiều. Tại sao người Mỹ họ ăn cua xanh, họ ăn cua này? Tại vì cua này nó dễ lấy thịt hơn mà thịt nó nhiều nữa. Còn con cua này với con cua đỏ này á, gửi cho coi, nếu con cua đó mà người Mỹ họ không ăn, hai cô này họ không ăn. Tại vì nó cứng, thịt nó ngọt nhưng mà nó cứng. Còn người Mỹ họ ăn những con cua bự. Cua này nhiều lắm. Ngon chưa? Gót chi mà nhiều quá trời. Thịt nó béo gì đâu. Thịt nó béo. Cái đó chưa chấm. Cái dĩa. Thì sáng này mình chấm, cái này chưa chấm. Để đó. Lấy cái kép. Mình đã chín chưa? Sẽ bịt cho đại luôn thôi. Sao rồi, tự nhiên ngồi ngắt ngay nhà tay vậy? Cũng là sợi giấy mà vô cắt carry mua cái rô bự á. Cái rô bự với vàng á. Cái bự với vàng á. Nó dài không? Đây, đây là đặc sản nè. Không có sản gì mà. Hả? Nó ngợi hơn chút. Đặc sản. Chỉ người ta, mẹ đưa con cua mẹ. Chỉ là cái này nó nằm ở đâu của con cua. Để cái chén nó dĩa mà. Em lấy cái dĩa nhỏ cho nội cho. Để mà ba vô ăn, ba vô dẹp đồ. Được rồi, ngoan. Ừ. Ăn đi. Ok. Thứ ba nữa, từ mốt em về nha. Làm không làm con nào? Chưa ăn. Mốt. Chưa ăn. Mốt về. Ok. Chúc em đi về thuận lộ bình an. Dạ. Chừng nào qua gặp nữa. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, rồi. Để là cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn. Làm My. Mạnh giỏi qua trong năm năm tới phải mạnh giỏi với thầy gặp mặt chứ. Dạ. Ok, tôi chiều cũng lát qua phòng. Giờ đang muốn ngủ. Tôi làm con này khá là bữa nay chắc một con một. Từ chối rồi. Nói à? Nãy giờ từ nhắn giúp con đó là chối không. Ăn đi rồi tâm sự với bà con, cô bác. Cảm giác cả ô rồi qua ô gần cả gì đâu. Qua mỗi cái tư được bốn lên kéo ngoài dưới bây giờ mới lại tính ra. Có không? 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 Có
tin. Nãy giờ có quay đâu rồi. Hả? Giờ mới quay nó bấm rồi. Bấm rồi, bấm rồi, có chỗ. Không có chỗ, không có gì đâu, không có chỗ quay. Nhà anh hết cho em làm biết. Thôi giờ gia đình cha con ăn xong cua nhỏ rồi. Cảm ơn mấy anh chị cô chú đã xem video. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video lần sau. Bye.